các vị đều biết trước khi Siddhartha Gautama Buddha tạm biệt Kapilavatthu, ngài ấy đã nhận lời mời của vua Suddhodana đến đây để giải đáp mọi thắc mắc cho chúng ta. Bệ hạ Suddhodana, đức vua của tộc Sakya và Sakya Moni Buddha giả đâu? Sakya Moni Buddha! Buddha! Sakya Moni Buddha! Buddha! Thưa Buddha, các dương hầu của tộc Sakya chân thành chào đón ngài. Từ trong đời sống của ngài, chúng tôi làm sao học tập được chính luận và đạo trị quốc đây? Một vị quốc vương không cần đến việc trị nước. Xin ngài nói rõ hơn. Trước hết, nếu như các vị muốn trở thành người thống trị, cần phải biết cách kiểm soát tình cảm của bản thân mình, khơi dậy tình yêu thương ở trong lòng, khơi dậy tình yêu cha mẹ và anh em. Do nghiệp lực xoay chuyển, được ngồi lên cương vị làm chủ đất nước, càng phải cố gắng hết sức mình để lau khô dòng lệ cho tất cả muôn dân, xoa dịu nỗi sầu đau của họ. Hằng ngày sống trong gia đình, quý vị là cha của các con cũng làm điều tương tự vậy. Thế thì lúc làm người lãnh đạo, sao không sanh khởi tình yêu của người cha đối với muôn dân? Bởi vì quý vị xem người dân như là vua tôi, cho nên mới có câu: làm như thế nào để trở thành một người thống trị tài ba? Làm một người cha thì quý vị không bao giờ đặt ra câu hỏi như vậy cả. Chúng ta nhìn từ trên góc độ của một người làm cha, đối với con cái của chúng ta dùng tình thân để gắn kết, nhờ đó mà xây dựng được một tình cảm tốt đẹp như vậy. Hãy xem ta là mọi người, nỗi lo của muôn dân là nỗi lo của bản thân. Đã gánh trên vai trách nhiệm của một vị vua thì phải đối xử bình đẳng, vì muôn dân mà mưu cầu hạnh phúc. Hãy trân quý quyền lực trong tay của mình. Bệnh tật đau đớn và lo âu của thân thể là điều ai cũng phải trải qua. Nếu quý vị xây dựng được một xã hội có pháp lý công bằng chính nghĩa, sẽ khiến cho muôn dân luôn sống trong hòa bình an lạc. Con vĩnh viễn không bao giờ quên được thời khắc này. Ngài đã khiến cho con được thức tỉnh. Sakya Moni Buddha! Buddha! Sakya Moni Buddha! Buddha! Ngài đã đưa chúng con đến với ánh sáng. Bất luận là ngài đi đâu đến đâu, ngài đều mang ánh sáng đến với thế gian này. Buddha, ngài nên làm vua của tộc Sakya để lãnh đạo chúng con. Đây là phước lành cho tất cả thần dân. Sakya Moni Buddha, xin ngài hãy nhận lời. Có ngài lên làm vua, uy danh của tộc Sakya sẽ vang xa. Xin hãy làm vua của chúng con, xin hãy làm vua của chúng con đi. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ ta tuyên bố Sakya Moni Buddha là vua của Kapilavatthu. Sakya Moni Buddha! Buddha! Sakya Moni Buddha! Buddha! Ngày hôm nay tại đây, chư vị muốn ta lãnh đạo tộc Sakya, có thể thông qua giáo pháp chính luận để tạo phúc cho tất cả muôn dân. Chẳng lẽ quý vị không muốn ta tạo ra phúc lành cho nhân loại trong khắp thế gian này hay sao? Giả sử ta lên làm vua của tộc Sakya, chính là tự khóa chặt chính mình trong lãnh thổ của tộc Sakya này. Mà hiện nay người người đều có thể quy y với ta, ta cũng thuộc về toàn thể nhân loại. Ta sẽ gặp hết các vị quốc vương và chuyển luân thánh vương, và
sẽ dạy cho họ biết nương theo chánh pháp để lãnh đạo đất nước. Xin cha cho phép con được cáo từ. Cha ơi, sau này chú Nam Đa luôn luôn ở bên cạnh cha hả? Vậy con cũng muốn được giống như chú Nam Đa. Con cũng sẽ giống như họ thôi. Chẳng phải con nói con là người thừa kế của ta sao? Bây giờ con có thể thừa kế rồi đó. Bạch Thế Tôn, trẻ nhỏ cũng được làm tỳ kheo sao à? Sau này khi Rahula đã trưởng thành rồi sẽ truyền giới cụ túc cho nó. Rahula đã sẵn sàng để có thể xuống tóc. Bây giờ cứ cho nó gia nhập tăng đoàn và học một ít kinh đơn giản. Bạch Thế Tôn, con sẽ giúp Rahula học tập những điều này. Con đang làm gì vậy hả con trai? Ta đã đồng ý là cho phép Nanda làm tỳ kheo một tháng thôi. Vậy mà con để Rahula cháu ta cũng làm tỳ kheo luôn sao? Tại sao con không nghĩ gì đến cảm nhận của chúng ta hết vậy? Năm xưa con rời hoàng cung ra đi tìm đường giải thoát. Cha ngày đêm quay quắt trong nỗi đau buồn vì nhớ thương con. Con là người thấu hiểu mọi lẽ, thì cảm giác của một người cha như ta đây chắc con cũng thấu hiểu mà. Ta sắp gần đất xa trời rồi, mối liên hệ cha con ông cháu chính là mạch sống của ta bây giờ. Ta chỉ cầu xin con một việc. Sau này, trước khi con muốn xuống tóc cho mấy đứa nhỏ, thì nhất định con phải có sự đồng ý của gia đình họ. Thưa cha, lúc Rahula kiên trì đòi xin gia nhập tăng đoàn, con là cha không hề có chút do dự nào hết. Thì bởi vì con đã chọn con đường này rồi. Trên con đường này chỉ có hai sai lầm. Thứ nhất, đó chính là bỏ cuộc giữa chừng. Thứ hai là chưa hề có sự khởi đầu. Rahula đã cất bước đi đầu tiên của nó. Đạo của con không phải không có quy tắc, không phải không có giới luật nghiêm minh. Đạo của con chính là tự mình giác tri, tự mình cảm nhận lấy. Vậy thì sự giác tri trong đời sống của con và đời sống của chúng ta có gì không giống nhau? Con đã giác tỉnh và thấy rõ sự diệu kỳ của sinh mạng này, cùng chung sống hài hòa với hết thảy tất cả chúng sanh. Trong mắt là vô vàn sắc thái của thế gian, trong lòng con không có dục vọng, cũng không có sự sợ hãi. Con đã được giải thoát rồi, không còn bị ràng buộc nữa. Thưa cha, con đã tìm ra con đường đưa sinh mạng giải thoát khỏi mọi khổ đau, chân lý mà con chứng được. Sao có thể không đem truyền dạy lại cho người thân của mình? Nếu Rahula và Nanda có thể bước đi trên con đường này, đồng thời thực tập áp dụng vào cuộc sống, thì chúng cũng thành tựu được chân lý vô thượng ấy. Mà chân lý này chính là di vật của con. Con sẽ đem nó truyền dạy cho hết thảy chúng sinh mà không lưu giữ lại điều gì.